Dạ Khang kính chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay thì có 5 cái phô bông trang với lại 10 cái phô mai muốn giao lưu với cô chú anh chị. Dạ đầu tiên là cái phô bông trang. Bông trang này cũng... Dạ bông trang này là đỏ cam. Thành phẩm rồi. Dạ. Rồi, hoành. Dạ cái hoành nó được 12. Quay qua đây. Rồi hoành 12. Dạ cái hoành 12. Quay hả? Ờ. Cục đất nào chị? Nào giờ không biết bán bông trang không biết. Rồi. Rồi đo cái chiều cao nè. Dạ chiều cao là 90. Rồi cái ngang của cái đó. Chỗ mưa lớn nhất. Cái ngang là 62. 62. Dạ. Rồi quay vòng coi. Méo bên gì đó ha, tự nhiên vậy ha. Nó tự nhiên. Cây này là tự nhiên luôn, ở trong vườn sao là đem về như vậy. Nó một cốt nha. Dạ cây này 1,5 triệu cô chú ơi. Con bao ship toàn quốc. Rồi thất thần khoảng 60. Thất thần là cái gì? Rồi, đổi. Dạ cái số 2 cũng là một phôi bông trang nha cô chú. Ủa cây bông trang. Rồi cao đi. Nhanh gọn lẹ. Dạ cao hết thước dây luôn 150. Tàn ngang 90. Dạ. Dạ. Rồi cái gốc. Cái gốc nó được 17 cô chú ơi. Rồi 17, rồi quay coi. Dạ cái này 1,5 triệu luôn cô chú ơi. Quay quay. Quay quay cho nó hết tròn vòng. Rồi xuống. Quay cái hết đó ha. Rồi quay đi. Cái này cũng trang đỏ lá nhỏ nha cô chú. Dạ cao hết thước luôn. Dạ mét rưỡi. Ngang 70. Rồi quay vòng chậm chậm coi bông sao. Trang vườn ha. Dạ trang vườn, trang xưa. Trang xưa, trang đỏ cam lá nhỏ. Một cốt. Dạ một cốt. Hoành quá bé. 14. 14. Rồi quay. Rồi. Cái này 1,000,000 của chú ơi. Kiểu bao ship tới đâu? Ồ xíu toàn quốc. Toàn quốc luôn. Dạ. Rồi. Xuống. Đỏ cam đúng không ta? Ừ, okay. Dạ cây trang này đỏ cam luôn nha cô chú. Trang vườn. Trang vườn. 100. Cao 100. Cao 100. Tán ngang 70. Rồi. Hoành 14. 14 quay. Trang vườn đỏ cam. Quay. Này là gốc cây vườn tự nhiên luôn đó nha cô chú. Không có chỉnh sửa gì hết. Rồi giá luôn. Dạ cây này 1,000,000. 1,000,000. 14 hoành nha cô chú. Một cốt. Dạ tiếp tục là cũng là cây trang đỏ lá nhỏ trang xưa cao cũng 100 luôn cô chú ơi. Ngang 60. Cái gốc này bé quá. Cái gốc có 10 hả? Dạ cây này 700k. Ship toàn quốc ha. Dạ bao ship luôn. Trang đỏ vườn. Trang đỏ vườn. Trang nhỏ đỏ nó nhỏ. Rồi. Ủa nãy giờ có tính số không? Có.
Dạ cái phôi. Số mấy? Mày là số 1 lại. Dạ. Số 1 thì nói số 1 đi. Rồi ghi số 1 đi. Dạ, phôi mai. Phôi mai là trả lại số 1 nha cô chú. Dạ phôi này có hoành thân là 38. Dạ hoành thân là 38. Cao 36. Dạ đo rồi để mất thời gian của cô chú. Cái phôi này 1,5 triệu. Dạ cái này không xù đâu. Nó bị gì á? Không biết gì luôn. Dạ 1,5 triệu. Mai vàng. Vàng mai. Đó, nghe rồi. Đây hả? Ừ. Rồi. Dạ phôi số 2 là phôi mai là phôi số 2 nha cô chú. Phôi này hoành thân 29, cao 59. Mai vàng luôn. Dạ mai vàng luôn. Rồi xây chi cành có nè. Chi cành đều, đế đều luôn. Quay, nhắc lại cái hoành. Dạ cái hoành là 29, cao 59. Phôi số 2 giá 1,6 triệu nha cô chú. Đế thật là đều. Đế đều luôn á. Rồi, bao ship toàn quốc. Dạ bao ship toàn quốc. Rồi. Dạ phôi số 3. Nó hoành thân 20. Cao 54. Chi cành đều. Một cốt nha cô chú. Nó có xù hơi mấy cái nách nè chú, cô chú. Cái này 1,000,000 của chú ơi. 1,000,000. Hoành thân 20, cao 54. Rồi. Dạ phôi số thứ tư. Hoành thân 23, cao 54. Phôi này cái đế nó dáng thú nha cô chú. Cái đế nó thấy khá là đẹp. Đều đế luôn nha cô chú. Rất là đều. Dạ hoành 24. Hoành 23 cô chú ơi. Cao 54. Cái này giao lưu với giá là 3,5 triệu. Dạ. Dạ bao ship toàn quốc. Dạ phôi số 5 hoành thân 35, cao 59, 3,5 triệu luôn cô chú ơi. Đế nó khá đều. Ship toàn quốc. Dạ bao ship toàn quốc. Hoành thân 35, cao 59, 3,5 triệu. Nặng dữ. Dạ tiếp tục là phôi mai số 6. Hoành thân 30. Cao 54. Phôi này đế cũng đều, khá đều nha cô chú. Dạ phôi này con giao lưu với giá là 2,000,000. Mai vàng nha cô chú. Con. Dạ số điện thoại của con là 03733 89198. Cái này hả? Không được rồi. Không được, nặng lắm. Đem cái bàn được không? Đem bàn lại đây được không anh? Nặng biết lắm. Qua chút anh. Em. Dạ cây số 7. Ê, phải không?
Cây số 7. Hoành thân 35. Cao 79. Chi cành đều. Chi cành đều đế lực nha cô chú. Nhìn cái cây nó cổ mà cái tàn nó trẻ. Dạ mai vàng. Tết này có bông không? Có nè, có nụ nè. Chắc Tết lặt lá là có bông. Có nụ mà ít. Rồi, cây này. Dạ cây này con giao lưu giá 4 triệu. 4 triệu. Hoành thân 35, cao 79. Dạ bao ship toàn quốc. Cái nào nữa? Nổi không? Nổi mà. Cái cuối luôn. Cái cuối lên. Dạ, cây số 8. Cây phôi số 8. Hoành thân 33. Hoành thân 33. Cao 79. Cây này xấu cô chú chị, nó lớn mà nó xấu. Cây này con bán rẻ luôn giá 1,2 triệu. 1,2 triệu bao ship toàn quốc luôn hả? Dạ. Rồi. Cây xấu mình bán giá xấu. Cái hoành nó khá lớn. 33. Cao 79. Rồi 1,2 triệu thôi, giá mềm ha. Giá mềm. Rồi hết rồi hả? Dạ hết, cây mai là cây cuối cùng nha cô chú. Luôn. Dạ mến chào cô chú. Rồi mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào lúc sau. Xin mến chào.